tại Sài Gòn, ngày đầu năm súng to nhỏ nổ vang theo từng nhịp. Người dân đô thành quen hưởng cảnh an lạc thái bình, không quen phân biệt tiếng nổ, chỉ tưởng là pháo. Cũng có nhiều người biết là tiếng súng, nhưng họ cũng chẳng quan tâm, vì trong thời loạn ly những tiếng súng nổ đối với họ quá thường tình, và họ coi như chẳng có gì quan trọng xảy ra. Khi trời sáng rõ, người dân đô thành vẫn trong cái sinh hoạt ngày Tết ăn mặc trịnh trọng, kéo nhau ra đường để tiếp tục các cuộc hành trình thăm viếng và vui chơi. Nhưng rồi, những tin tức về một cuộc tấn công của Việt Cộng được đưa tới. Nhiều người vẫn hoài nghi cho rằng chỉ là một cuộc đảo chánh như những vụ đảo chánh khác đã xảy ra qua tiếng súng nổ ở đô thành. Thế nhưng vào 8 giờ sáng, các đài phát thanh quốc gia đọc lời ban bố bệnh lệnh giới nghiêm của Phó Tổng thống. Ông Nguyễn Cao Kỳ thừa hành lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tố cáo các hành vi tấn công của Việt Cộng vi phạm lệnh hưu chiến. Người dân vẫn hoài nghi tại sao Tổng thống Thiệu không đích thân công bố. Nhưng rồi, ở giữa một thủ đô Sài Gòn rộng lớn, mà những cái ở đầu tỉnh xảy ra thì cuối tỉnh không hay, thì bây giờ người ta đều được biết là Việt Cộng quả thực đã tấn công vào đô thành. Việt Cộng đã lợi dụng sự đi lại tự do suốt đêm và lệnh hưu chiến để xâm nhập vào nhiều nơi trong thủ đô. Và đến mùng 1 Tết, họ đã mở nhiều cuộc công kích vào một vài địa điểm quan trọng và đầu não tại trung tâm thành phố. Tấn công đài phát thanh quốc gia. Các đặc công Việt Cộng ăn mặc giả cảnh sát dã chiến dường như chiếm đài phát thanh trước nửa đêm. Họ có khoảng trên một tiểu đội. Tuy nhiên, họ đã làm chủ được tình hình của đài phát thanh một cách mau chóng và dễ dàng. Theo thường lệ, tại đài phát thanh có một trung đội cảnh sát dã chiến canh gác, nhưng không hiểu là trong ngày Tết này có đầy đủ quân số hay không. Đơn vị cảnh sát dã chiến tại đây một phần rút lên trên lầu chống cự, còn một phần chạy thất tán. Đặc công Việt Cộng đã mang chất nổ vào phá nhiều máy móc tại đài phát thanh. Riêng căn nhà mới làm phía sau cùng, làm văn phòng làm việc thì hồ sơ giấy tờ còn nguyên vẹn. Nhân viên đài phát thanh chỉ có một tài xế trực bị bắn chết. Vào 5 giờ sáng, lực lượng nhảy dù tới phản công và lấy lại đài phát thanh trước 7 giờ sáng. Tất cả 14 cán binh Việt Cộng bị bắn hạ tại chỗ. Quân đội chính phủ tịch thu được một ít vũ khí và chất nổ. Đài phát thanh tuy bị chiếm, nhưng làn sóng truyền thanh vẫn được phát đi. Vì đài phát tuyến ở Quán Tre nằm trong vòng bao của trung tâm huấn luyện Quang Trung, cho nên vẫn điều hành được. Khi được biết đài phát thanh chính bị chiếm, Đại úy Hùng thuộc khối chiến tranh chính trị trung tâm huấn luyện Quang Trung trình chỉ huy trưởng là Đại tá Lê Ngọc Triển dùng ngay băng nhựa ghi nhạc Hùng phát thanh ngay. Do đó, vào buổi sáng ngày mùng 2 Tết, mọi người chỉ nghe thấy tiếng nhạc với sự ngắt quãng của những mẩu tin về cuộc biến động do Bộ Tổng Tham mưu chuyển lên Quán Tre cho phát thanh. Tấn công cổng sau Dinh Độc Lập. Việt Cộng không vào được bên trong và bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Họ chỉ kịp bắn hai trái B-40 vào đồn canh. Trong trận này, 4 cán binh Việt Cộng bị giết, 2 bị bắt sống. Việt Nam Cộng Hòa tịch thu 5 súng AK và một xe chất nổ. Tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Lúc 3 giờ đêm mùng 1 dạng mùng 2 Tết, một chiếc xe Citroen do Nguyễn Văn Mười lái chở 19 đặc công Việt Cộng tiến về phía tòa đại sứ trông ra đường Mạc Đĩnh Chi. Mười dừng xe lại. Cả nhóm đặc công nhảy ra bắn chết 2 nhân viên quân cảnh Mỹ. Một đặc công dùng súng bazooka bắn thủng tường chui vào bên trong. Khi người chỉ huy đã lọt vào trong vườn, bèn ra phá ổ khóa cổng ngang gần đó để cho đồng bọn tiến vào. Họ mặc quần đen và xanh, mang băng đỏ ở cánh tay, chạy vào bố trí theo đội hình mở cuộc tấn công vào tòa đại sứ. Bên trong tòa đại sứ có 6 dân chính Mỹ chiếm giữ phòng truyền tin ở lầu 4, vừa kịp báo cáo bằng điện thoại là Việt Cộng xâm nhập vào bên trong và ngay sau đó liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt. Ở tầng lầu dưới,
hai quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ canh gác chạy ra giữ cửa chính. Địch cộng bắn B-40 vào cửa này, khiến cho một người bị thương nhẹ ở nơi tay. Nhờ cửa làm bằng một thứ gỗ quá chắc, nên qua mấy lần, Việt Cộng dùng B-40 bắn vào mà không phá được vào bên trong. Chừng 20 phút sau, có một toán quân cảnh Mỹ tới cứu viện, bị hỏa lực Việt Cộng ngăn không thể tiến vào được. Có hai quân cảnh Mỹ dùng xe lao thẳng vào vùng hỏa lực địch, bị bắn hạ. Và cũng từ lúc này, Việt Cộng nhờ bóng tối ẩn núp theo các bồn trồng hoa và các cây cột của tòa nhà bắn ra. Để cứu viện kịp thời, quân đội Mỹ đã phải dùng trực thăng đổ quân xuống, nhưng mấy lần định xuống đều bị hỏa lực Việt Cộng bắn lên dữ dội, cho nên không đáp xuống được. Cho mãi đến gần 9 giờ sáng, trực thăng mới an toàn xuống được. Nhưng trước 7 giờ sáng, vì trực thăng không thể đáp để mang quân tăng viện, cho nên một toán quân cảnh Mỹ đã dùng hỏa lực tấn công ngay hướng cổng chính, và nhờ có binh nhất Paul Healy xung phong vào đầu tiên nên cuộc tấn công đã thành công. Một trận đánh sắp lá cà đã xảy ra ngay tại vườn tòa đại sứ. Cuối cùng, một cán binh Việt Cộng chạy vào căn nhà lầu 2 tầng ngay cạnh tòa đại sứ. Nhà này do đại tá hồi hưu George Jacobson, một nhân viên của tòa đại sứ, cư ngụ. Việt Cộng chiếm tầng dưới, đại tá George Jacobson ở lầu trên. Quân cảnh Mỹ nằm bố trí ở vườn hoa bắn vào, không biết rõ Việt Cộng ở chỗ nào. Sau cùng, một nhân viên an ninh hướng dẫn quân cảnh đến sát cửa lầu dưới rồi qua cửa sổ bắn vào. Nhân viên này lấy lựu đạn cay và súng lục ném tung lên lầu cho đại tá Jacobson. Với lựu đạn cay và vũ khí, chính đại tá đã tiêu diệt tên Việt Cộng cuối cùng này và chấm dứt trận đánh. Tổng kết, có 19 đặc công Việt Cộng bỏ xác tại chỗ. Về phía Hoa Kỳ có 5 người tử thương. Cuộc chiếm khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ kéo dài đúng 6 tiếng đồng hồ. Tại Bào Quẹo, Việt Cộng đặt bộ chỉ huy tại hãng dệt Vinatexco, dùng súng thượng liên phòng không bố trí trên các mái nhà xưởng dệt. Từ Bào Quẹo, Việt Cộng phóng nhiều mũi dùi tiến đánh vào phi trường Tân Sơn Nhất. Nỗ lực chính của họ là nhằm vào hai tiền đồn OF-51-51 và OF-49-50 bên trái xưởng dệt khoảng 1.000 mét. Lựa chọn địa điểm này chứng tỏ Việt Cộng đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mở trận đánh với ưu điểm sau đây. Đó là đoạn đường ngắn nhất mà từ đó họ có thể xâm nhập vào phi đạo và bãi đậu phi cơ. Địa điểm này là một cổng phụ dành cho các nhân viên của hãng RMK ra vào làm việc thường ngày, nên có những đường lớn có thể chạy xe tới phi đạo. Nếu sử dụng đường này đánh vào, thì Việt Cộng sẽ khỏi phải chọn một con đường nào khác để băng qua các bãi mìn. Vào khoảng 3 giờ 45 dạng ngày mùng 2 Tết, đại đội 1 của tiểu đoàn 269 Việt Cộng xung phong vào tiền đồn OF-51-51 và OF-49-50. Bị phản công mạnh, Việt Cộng bèn cắt hàng rào, mở một đường nhỏ xuyên qua bãi mìn để đánh xuyên hông, cố gấp rút thanh toán hai tiền đồn này. Sau khi nhổ xong hai tiền đồn này, Việt Cộng bắt đầu dồn hàng ngang và di chuyển qua một bãi trống ở cuối phi đạo. Tại đây, Việt Cộng nhìn thấy rõ ràng một bãi đậu phi cơ đủ loại ở cách đó chừng 600 mét. Lúc đó là 5 giờ 20 sáng. Giữa lúc ấy, hai chiến xa M8 xuất hiện bắn cản đường. Tiếp theo sau, những xe Jeep, xe Dodge và GMC chở một toán quân hỗn hợp gồm các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Không đoàn 33 và một đại đội nhảy dù đến tăng phái. Loạt súng phản công đầu tiên đã chặn đứng toán Việt Cộng khi họ chỉ còn cách phi đạo khoảng 400 mét. Những cán binh Việt Cộng hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp và bố trí, nhưng không kiếm được một điểm tựa nào trong cánh đồng bỏ hoang này.
hai chiến xa M8 dần dần tẻ qua hai bên, rồi bắn chéo cạnh xe để nhường chính diện cho đơn vị hỗn hợp không quân và nhảy dù. Quân Việt Cộng đột nhiên bị dồn vào một vị thế bất lợi. Họ thao lui và chạy vào cố thủ trong các tiền đồn đã chiếm được. Nhưng sau đó, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã xung phong và chiếm lại các tiền đồn OF. Trong trận này, có 162 Việt Cộng bỏ thây. Một xe ủi đất đã được đem đến để đào một hố rộng để chôn họ. Trung tá Lưu Kim Cương, tư lệnh không đoàn 33, đã đích thân chỉ huy trận phản công. Không may, ông bị trúng đạn ở đùi và đã bị thương ngay từ đầu và sau đó tử trận. Nổi bật trong trận đánh là Trung úy Trần Ngọc Trấn cùng 11 binh sĩ đã xung phong chiếm lại các tiền đồn OF. Thiếu tá Chiêm, tham mưu trưởng yếu khu, bị thương nơi mí mắt. Và Trung úy Lộc đã 3 lần bị thương khi ông thay thế xạ thủ đại liên 20 ly trên xe thiết giáp. Nếu bộ tư lệnh không đoàn 33 phản công chậm chừng 10 phút, thì có lẽ Việt Cộng đã tràn ngập vào khu vực đậu phi cơ và luôn cả nơi đóng quân của bộ tư lệnh không đoàn. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, hai đại đội nhảy dù thuộc tiểu đoàn 8 được điều động tới khu vực hãng dệt Vinatexco. Khi đến gần một trạm kiểm soát, cánh quân nhảy dù đụng độ mạnh với cõi quần. Nhưng lúc đó, có khu trục cơ và trực thăng vũ trang đến can thiệp nên các vị trí phòng thủ của quân Việt Cộng đã bị đánh bật. Cũng vào khoảng thời gian này, một đoàn thiết vận xa của Hoa Kỳ từ Củ Chi về Sài Gòn di chuyển ngang qua bị Việt Cộng bắn trận làm cháy hai chiếc. Các thiết vận xa đã phản công ngay vào đồn OF 51-51, khiến Việt Cộng phải rời khỏi khu vực phòng thủ và rút vào khu vực hãng dệt Vinatexco. Tóm lại, sau khi Việt Cộng thất bại trong trận tấn công vào phi trường Tân Sơn Nhất, họ liền tái tập trung tại hãng dệt Vinatexco để chuẩn bị một cuộc tấn công khác. Thế nhưng các đơn vị nhảy dù đã kịp thời phối hợp với không quân để đánh luôn đòn thứ nhì. Họ oanh tạc ngay và các lực lượng của Việt Cộng tập trung trong hãng dệt làm cho tiểu đoàn 267 của Việt Cộng bị tổn thất nặng nề. Cộng quân bỏ chạy tán loạn ra khỏi mặt trận Vinatexco. Ngày hôm sau, quân đội Việt Nam Cộng Hòa tái lập trật tự trong khu vực.